Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh sẽ quay trong video này một căn nhà được xây dựng độc lập, nhà dân gửi bán quý vị nha. Anh chị chủ nhà này là có cái nhu cầu chuyển đổi công việc nên là gửi em anh bán với cái vị trí của cái căn nhà này thuộc Sala Hà Đông mọi người nha. Với cái vị trí của căn nhà này, diện tích là 30,5m, hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ trước nhà 1m8 mọi người nha. Đó, ngõ trước nhà đã được trải nhựa đầy đủ. Căn nhà này thiết kế là 4 tầng. Từ vị trí cái căn nhà này mà đi ra tới trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 50m thôi mọi người ạ. Rất là gần. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó là tiện ích đầy đủ. Cách với lại bệnh viện quân y 103 nó chỉ khoảng tầm 600m thôi mọi người ạ. Rất là gần. Cách với lại trục đường 70 mọi người nha, nó chỉ khoảng tầm 200m thôi quý vị ạ. Đi lại rất là thuận tiện. Xung quanh đầy đủ chợ, trường, phường, trạm, đầy đủ những cái tiện ích sinh hoạt mà quý vị mong muốn. Giá chào bán căn nhà này 2.980.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có trợ vay vốn ngân hàng với các bác có nhu cầu. Mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà này. Nhà thì nó không phải là nhà mới mọi người nha, cho nên là có như thế nào thì Ngọc Ánh quay cũng rất là cụ thể, review rất chi tiết cho các bác. Với cái mặt tiền của ngôi nhà đây, quý vị có thể nhìn thực tế thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt kéo này và bên trong là lớp cửa kính. Mời mọi người theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Đó, vị trí căn nhà là thuộc Sala mọi người nhá. Đây ạ, với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì quý vị có thể nhìn thực tế luôn ở trên video là đây là phần phòng khách mọi người nhá, phòng khách và để xe. Đó, cửa bên trong là cửa gỗ. Chủ nhà thì cũng mới sơn lại cái nhà này nha quý vị. Nhà nó không mới tinh mà chủ nhà cũng có sơn sửa lại rồi. Với vị trí của cái căn nhà này đi lại rất thuận tiện, giao thông vô cùng thuận tiện. Với quý vị nào mà ở phía Tây Hà Nội thì cái căn nhà này giá rất là hợp lý mọi người ạ. Nằm ở trên mặt ngõ cũng như là cái vị trí đi lại, nó thật sự luôn là cái nhà này nó vị trí khá là xuất sắc đấy quý vị ạ. Mà lại được xây dựng độc lập một căn thôi. Mời mọi người theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Rồi, với 30,5m thì thiết kế như thế nào? Đây là cái khu vực phần phòng bếp mọi người nha. Đó, cũng đầy đủ và những cái mà mọi người mong muốn ở cái phần tủ bếp này. Đấy, đây là tủ bếp. Nói chung là nó hơi cũ một chút thôi, còn quý vị nào về muốn thay đổi thì nó cũng không đáng kể đâu. Mọi người có thể lắp tủ bếp mới cho mình. Còn ở đây thì chủ nhà cũng có để lại cái hút mùi này, các thứ thôi. Nói chung là nhà cũ thì Ngọc Ánh quay nó cũng chỉ gọi là review chân thật cho quý vị. Phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ bồn cầu. Đó, bồn cầu và vòi rửa. Hệ thống máy bơm thì nó ở đây rồi mọi người nha. Đây ạ. Ở phía dưới gầm cầu thang này thì có một cái tủ để đồ nhỏ nhỏ. Đó, tay vịn cầu thang đây. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc của bậc quý vị nhìn thực tế đây. Lát đá hoa cà nhìn nó cũng không còn mới nữa. Đó. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà rồi. Thì Ngọc Anh xin mời mọi người theo em lên phía 2, 3, 4 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này chủ nhà thiết kế như thế nào nha. Mọi người ơi, với trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế như sau. Gồm một phòng ngủ ở đây mọi người ạ. Phòng ngủ này có cửa thông thoáng hướng ra phía bên ngoài này, cũng có đầu chờ, dây chờ, điều hòa hết rồi. Tầng 1 có quạt trần, phía tầng 2 phòng ngủ này chủ nhà cũng để quạt trần. Và trên phía tầng 2 này thì được lát sàn gỗ mọi người nha. Sàn gỗ công nghiệp. Đó. Với cái căn nhà cũ này thì trần nhà mọi người có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh là chủ chỉ để trần thường thôi, không có trần thạch cao các thứ gì mọi người nha. Nó tóm lại là quan trọng nhất mỗi cái vị trí thôi, còn nhà thì nó tóm lại là cũng khá là hợp lý mà để ở mọi người ạ. Bởi vì vị trí nó rất là xuất sắc. Đó. Phía phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây, nói chung đầy đủ bồn cầu, sen tắm, lavabo. Đó. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh luôn. Là cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Hướng nhà là hướng đông bắc, cũng rất là mát mọi người nha. Đó. Cửa sổ thông thoáng, cũng được thiết kế hai lớp cửa.
Ống chờ dây chờ điều hòa, tầng 3 cũng có quạt trần ở phía trong phòng mọi người ạ. Đấy. Và một cái kệ để đồ cũ rồi. Mọi người có thể để dùng mà cũng có thể bỏ đi. Cửa thông phòng thì là sử dụng cửa gỗ. Đấy, như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, vị trí nó thôi mọi người ơi, vị trí của nó đi ra cái trục đường 70 Sala nó rất là gần, nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Đi lại rất là thuận tiện. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây. Đó. Đầy đủ cho mình sử dụng. Hệ thống nước điện thì vẫn đầy đủ, trước đấy chủ nhà sử dụng rồi mọi người nha. Đó. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Vậy thì còn phía tầng 4 của ngôi nhà nữa, mời mọi người khám phá cùng với Ngọc Ánh trên tầng 4 của ngôi nhà nhé. Mọi người ơi, trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà để ở đây thiết kế cho mình một cái giếng trời ở phía bên trên này. Có cái quạt hút gió, quạt thông gió, đó. Trên tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế như sau. Đây ạ, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà mọi người nha. Như vậy căn nhà này thì cũng đã có hai phòng ngủ riêng biệt, tầng 2 và tầng 3, hai phòng ngủ. Ở phía trên tầng 4 này thì là thiết kế khu vực phòng thờ. Cái này thì tùy công năng sử dụng, về quý vị có thể sửa sang thêm để làm thêm một phòng ngủ nữa. Đó, vị trí rất đẹp. Vị trí Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người là nó thuộc Sala Phúc La Hà Đông nha mọi người. Ngay ở đầu video Ngọc Ánh có chia sẻ nó hơi sai sót một chút, mà mọi người thông cảm cho em. Vì đọc nhiều nó bị nhầm với mọi người ạ. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây, chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đấy. Đây mọi người nha. Với cái nhà này đây, ở đây là có cái đường đi lên ở phía trên tầng nữa mọi người ơi. Ở trên kia thì chủ nhà có bắn mái tôn để chống nóng rồi quý vị nhá. Đấy, Ngọc Ánh review rất là chi tiết, rất là cụ thể. Vị trí thì ở Sala Phúc La Hà Đông, giá chào bán 2 tỷ 980 triệu đồng. Với hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích 30,5m, nhà dân gửi bán lại mọi người ạ. Ở phía trên đây, ở đây là khu vực sân phơi, cũng rất là rộng, cũng rất là thoáng. Căn này thì mặt ngõ cách với trục đường ô tô đi lại chỉ tầm 20m thôi. Cách với trục đường Sala Nguyễn Xiển nó khoảng tầm 300m. Em đã review rất là chi tiết và cụ thể về cái căn nhà này rồi. Thì mọi người muốn biết thêm thông tin hơn nữa, cụ thể hơn nữa, thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha. 0953 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.